Ngày mai không cứ về sớm, ở lại tăng ca cũng tất niên. Chuẩn bị xong chưa thím? Hả, cái này là cái một sếp ơi. Trời ơi, giỏi ha, đảm đang ha. Vậy mà cũng ế. À không, tôi thấy công ty này có mình thím là lo cho công ty đầy đủ mọi thứ thôi. Giỏi á. Vậy cho nên là Tết năm nay là thưởng... Cùng quá. Mình cúng được chưa? Cá chép nữa là đủ. À, cá chép nãy tôi nhờ đang mua rồi. Ủa? Nhờ đi mua cá chép mà. Cá chép gì nữa? Đồ đưa ông táo gì trời? À, rồi, mua rồi. Đặt trên mạng rồi, 2 cái máy bay, có khứ hồi luôn, yên tâm. Rồi, ông táo đi về đâu? Thì máy bay trên trời mà, ông táo muốn dừng nó chạm, nó muốn bay đi đâu thì bay, đúng không? À, chẳng rồi. Thêm. Thôi bây giờ có cái gì cũng đại đi. Bây giờ phải cần đồ ông táo. À, cũng tất niên cần đồ ông táo. Ừ. Nãy nhờ mình đi mua rồi. Thần tài đến, hãy giang tay đón mời. Thần tài đến, thắm tô trên môi cười. Thần tài đến, ấm no cho muôn nhà, sẽ xóa đi. Cái gì vậy? Tôi nhức nhức cái đầu quá ta. Mặc cái gì đây? Mặc đồ ông táo. Tôi giờ đi mua cái gì? Mua đồ ông táo. Đồ cúng ông táo, thần ơi. Ủa không có nhớ, tại làm nhiều quá cái tai lùng bùng á, đâu có nghe rõ đâu, không mất từ cúng rồi. Giờ sao? Bây giờ mua cái này, mua đồ cúng ông táo là để đốt ông táo. Bây giờ không có, tao đốt mày luôn. Ê thêm, tôi càng. Tất niên cho nó vui vẻ cái đi. Bây giờ có gì cúng cái đấy. Đồ là các kiểu nè, thì cho mượn cái bình cắm cái bông thôi. Trời, em có nhờ ông Ly nó mua bình rồi, nói là con gái tinh tế tỉ mỉ mua bình sẽ rất là đẹp, yên tâm. Ừ. Ly ơi, xách cái bình ra đi Ly ơi. Đó, con còn nhỏ bạn em chưa? Tươi xanh, tươi xanh. Ngon nha, ngon nha. Kịch chứ coi. Đẹp. Rốt cuộc công ty cũng có một người làm được việc. Trời ơi, cái bình đẹp dữ ấy. Trời, tiền nào của nó mà sếp. Cái bình mấy chục ngàn, mình đặt tiền nào của đấy. Ờ, bình chứ tháng 50 triệu. Trời ơi, tiền đâu mua dữ vậy bà nội? Tiền của sếp á. Sao có sao không sếp? Sao lại sao vậy? Sếp có đau chỗ nào không sếp? Đau đâu, bình thường. Sếp mà có mệnh hệ gì sao để em cứng ngồi sếp? Ê, nói bậy bạ nha, tôi bình thường nha. Chết.